Thưa quý vị và các bạn, cong vẹo cuộc sống ở lứa tuổi học đường ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu thường kín đáo, dễ bị bỏ qua cho đến khi cuộc sống của trẻ cong vẹo ở mức độ nặng. Bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể làm giảm hoặc mất khả năng lao động, học tập và sinh hoạt của trẻ. Để hiểu rõ hơn về bệnh lý này nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa hiệu quả, chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay đã mời tới trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Thủy Mai, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh ạ. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Trần Nhật. Trước khi trò chuyện cùng với chuyên gia, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Cong vẹo cuộc sống đến từ nhiều nguyên nhân trong quá trình học tập, sinh hoạt của trẻ và lâu dần sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc xương cột sống, dần dần sẽ bị vẹo hoặc lệch cùng với nhiều nguy cơ bệnh tật khác. Em Nguyễn Thùy Trang, 15 tuổi, ở Minh Nông, thành phố Việt Trì, có dấu hiệu đau lưng nhưng không mấy để ý. Đến khi việc đi lại khó khăn thì gia đình cho đi khám và phát hiện cong vẹo cột sống ở giai đoạn đầu. Hiện tại bệnh nhân mới trong giai đoạn tập luyện đầu tiên và quá trình điều trị có thể kéo dài, cần tuân thủ chỉ định tập luyện của nhân viên y tế. Tỷ lệ hiện tại tại Việt Nam bây giờ theo nghiên cứu của các tài liệu chiếm khoảng từ vài phần trăm đến vài chục phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là do ở cái lứa tuổi học đường, học sinh cấp 1, cấp 2 là do cái tư thế sinh hoạt hàng ngày của các cháu dẫn đến tình trạng cong vẹo cuộc sống. Hiện nay nhận thức của người dân về căn bệnh cong vẹo cuộc sống còn chưa cao và nhiều người còn chưa có ý thức phòng bệnh. Theo các chuyên gia, với điều kiện y học hiện nay, bệnh cong vẹo cuộc sống có thể điều trị được. Bệnh nhân cần được thăm khám sớm để tìm ra phác đồ điều trị phù hợp. Đối với những ca nặng sẽ có chỉ định phẫu thuật, nhưng quan trọng hơn hết là các phụ huynh cần đồng hành cùng nhà trường để nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, từ đó can thiệp sớm, tránh các biến chứng nặng của cong vẹo cuộc sống cho trẻ. Thưa bác sĩ, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mà bệnh cong vẹo cuộc sống khá là cao, chiếm khoảng từ 3 đến 4% dân số, trong đó chủ yếu tập trung ở các bạn học sinh. Vậy thì bác sĩ có cho biết là cái nguyên nhân dẫn tới hiện tượng cong vẹo cuộc sống ở trẻ ạ? Trước khi tìm hiểu về nguyên nhân cong vẹo cuộc sống thì chúng ta cần biết thế nào là cong vẹo cuộc sống. Vâng ạ. Cong vẹo cuộc sống thì là một thuật ngữ dùng để chỉ cái tình trạng mà cuộc sống bị cong sang một bên quá 10 độ so với trục của cơ thể. Và cong vẹo cuộc sống là một bệnh có thể gặp ở trẻ em, người trưởng thành hoặc là người già. Nguyên nhân thì có thể là do bẩm sinh ra trẻ đã bị cong vẹo cuộc sống rồi, hoặc có thể là do hậu quả của một số bệnh lý về thần kinh, cơ xương khớp. Còn riêng cái đối tượng là trẻ em ở tuổi học đường ấy, đây là một cái đối tượng mà có tỷ lệ cong vẹo cuộc sống tương đối lớn, thì nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất đó chính là sai lệch tư thế, đặc biệt là trong cái việc tư thế ngồi học của trẻ. Việc sai lệch tư thế ngồi học của trẻ có thể là do thói quen, có thể là do sự không phù hợp của bàn ghế ngồi học, có thể là do ánh sáng không đầy đủ khiến trẻ phải ngồi lệch vẹo. Ngoài ra thì một số yếu tố khác cũng làm phát sinh và làm nặng hơn tình trạng cong vẹo cuộc sống của trẻ, như là trẻ phải mang cặp nặng mà lại đeo cặp vào một bên cơ thể thôi, hoặc một số cái thói quen sinh hoạt như là trẻ lười vận động, hoặc là trẻ phải lao động nặng quá là sớm so với lứa tuổi, hoặc một số những yếu tố liên quan đến dinh dưỡng như là trẻ còi xương chậm phát triển làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của hệ cơ xương khớp và đặc biệt là cuộc sống. Sự thay đổi đường cong tại cuộc sống của trẻ thường diễn biến rất là chậm, do vậy mà có những cái dấu hiệu ban đầu dễ bị bỏ qua. Vậy đâu là những cái triệu chứng thường gặp đối với hiện tượng cong vẹo cuộc sống ở trẻ? Đúng như anh Trần Nhật vừa đề cập, tức là cong vẹo cuộc sống diễn biến rất là từ từ, nó không gây những triệu chứng đau đớn rầm rộ, vì thế dễ bị bỏ qua. Và hầu hết các trường hợp mà được chẩn đoán cong vẹo cuộc sống thường là phát hiện ở giai đoạn nặng hoặc là được phát hiện khi vô tình đi thăm khám những bệnh lý khác. Nhưng thực tế thì để phát hiện cong vẹo cuộc sống thì không quá khó. Hoàn toàn những triệu chứng chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường. Cha mẹ hoặc người thân của trẻ nếu nghĩ đến cong vẹo cuộc sống và nếu chịu khó quan sát trẻ thì hoàn toàn chúng ta có thể phát hiện được. Những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy ở trẻ cong vẹo cuộc sống như là sự mất cân xứng giữa hai bên của cơ thể, nó biểu hiện qua là vai bên cao bên thấp, hoặc khi mà chúng ta cởi áo của trẻ và quan sát từ sau lưng, chúng ta có thể nhìn thấy hai xương bả vai hai bên không cân đối.
nếp làn mông hai bên không cân đối, khung chậu hai bên không cân đối. Đặc biệt cái tam giác eo lưng là cái tam giác được tạo bởi eo và tay của trẻ thì hai bên sẽ không cân đối nhau. Khi trẻ đứng thẳng chúng ta sẽ thấy là cái cột sống nó không theo một đường thẳng, và khi trẻ cúi gập người thì có thể phát hiện ra những cái gồ lưng hoặc cái bướu sườn ở những trẻ cong vẹo cột sống. Đây là những dấu hiệu mà cha mẹ hoàn toàn có thể phát hiện được bằng mắt thường nếu mà quan sát trẻ. Vâng ạ. Như chúng ta đã biết rằng là ở cái lứa tuổi học đường thì trẻ đang có cái sự phát triển về thể chất nữa. Vậy thì nếu mà có cái hiện tượng cong vẹo cột sống như này thì trẻ sẽ để lại những cái hậu quả ra sao ạ? Vâng. Như vừa chia sẻ với quý vị đấy ạ, cong vẹo cột sống thường phát hiện ở giai đoạn nặng hoặc là vô tình phát hiện khi khám các bệnh lý khác. Và nếu như chúng ta không phát hiện sớm và không điều trị đúng thì cong vẹo cột sống sẽ để lại rất nhiều những hậu quả, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, ảnh hưởng đến cuộc sống, chất lượng cuộc sống và sức khỏe của trẻ. Một trong những cái hậu quả mà chúng ta có thể nhìn thấy, không cần một bác sĩ nào tư vấn mà tất cả những người bình thường chúng ta đều nhìn thấy, đó là ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ. Với những cái trẻ nhỏ, khi chúng thường mặc quần áo rộng có thể chúng ta không phát hiện được. Nhưng ở lứa tuổi trưởng thành, thí dụ như nữ giới muốn mặc một cái áo tân thời hay là mặc những cái váy bó sát mà vẹo trẻ vẹo cuộc sống thì thực sự không đủ tự tin để diện những trang phục đó. Như vậy cái ảnh hưởng về thẩm mỹ là rất lớn. Ngoài ra thì những cái ảnh hưởng khác đến sức khỏe của trẻ phải kể đến, như là ví dụ như ở trẻ nữ là nó sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của trẻ, bởi vì khi mà vẹo cột sống khung chậu lệch sẽ làm cho trẻ không thể sinh thường được mà phải can thiệp bằng phẫu thuật. Trẻ có thể bị đau lưng, thông thường ở tuổi khi mà còn nhỏ thì có thể chưa đau, nhưng mà khi trưởng thành và về già thì 100% những người có vẹo cột sống chắc chắn sẽ có đau lưng. Và ngoài ra những trường hợp nặng thì nó còn gây ảnh hưởng đến chức năng về tuần hoàn, hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đây là những cái hậu quả về lâu về dài mà vẹo cột sống ảnh hưởng rất nhiều ạ. Một nội dung cũng được nhiều người quan tâm đó là cong vẹo cột sống thì có nguy hiểm hay không, và hiện nay trong y khoa thì có những phương pháp điều trị hiệu quả nào đối với cong vẹo cột sống ở trẻ ạ? Thì cũng giống với các bệnh khác, cong vẹo cột sống có thể nguy hiểm nếu như không được phát hiện sớm và điều trị đúng. Nhưng mà cha mẹ cũng không quá là lo lắng, bởi vì cong vẹo cột sống là một bệnh có thể điều trị được. Hiện nay thì cong vẹo cột sống sẽ được chia thành 3 mức độ, và tương ứng với 3 mức độ với từng trường hợp cụ thể thì có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Về cơ bản thì cong vẹo cột sống sẽ được chia làm, thứ nhất là mức độ nhẹ. Với những trường hợp là trẻ có độ cong vẹo cột sống nhỏ hơn 20 độ thì với những trường hợp này thì thường can thiệp bằng các bài tập phục hồi chức năng và thay đổi thói quen sinh hoạt ở tư thế đúng là trẻ sẽ cải thiện được. Còn ở mức độ nặng hơn là mức độ vẹo trung bình, là với độ vẹo cột sống từ 20 cho đến dưới 50 độ, và những trường hợp mà chưa có biến chứng thì là những trường hợp này chúng ta sẽ can thiệp bằng tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng và mặc áo nẹp cột sống. Còn lại những trường hợp nặng hơn là những trường hợp mà trẻ có độ cong vẹo cột sống trên 50 độ hoặc là dưới 50 độ nhưng đã có kèm theo những cái biến chứng về hô hấp tuần hoàn, hoặc là trẻ đã được can thiệp bằng mặc áo nẹp cột sống nhưng không hiệu quả, thì những trường hợp này bắt buộc là chúng ta sẽ phải có chỉ định phẫu thuật để điều trị cho trẻ. Vâng ạ. Tập vật lý trị liệu cũng là một trong những phương pháp được sử dụng khá rộng rãi đối với điều trị vẹo cột sống ở trẻ. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái phương pháp này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như là một số lưu ý đối với bệnh nhân khi mà điều trị bệnh lý cong vẹo cột sống ạ? Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì với những trường hợp trẻ mà bị cong vẹo cột sống và chưa có chỉ định phẫu thuật thì trẻ sẽ được điều trị tại Trung tâm Y dược cổ truyền phục hồi chức năng. Và với những trường hợp này thì chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để can thiệp cho trẻ với những cái bài tập nhằm mục đích là làm giãn cái phần mềm và cơ của bên lõm của đường cong, đồng thời làm mạnh các cơ ở bên gồ của đường cong để chúng ta lấy lại cái độ cân xứng của cột sống. Cùng với các bài tập sẽ làm cho trẻ là tăng cường các chức năng về tuần hoàn hô hấp để hạn chế những biến chứng về tuần hoàn hô hấp. Những bài tập kéo giãn các cơ ở khớp háng và các cơ ở chi dưới, đồng thời là sẽ can thiệp hướng dẫn cho trẻ sinh hoạt tư thế đúng. Điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì nó không phải là những kỹ thuật thì nó quá là phức tạp, nhưng mà cái điểm lưu ý nhất đối với bệnh nhân và người nhà người bệnh thì chúng ta phải hiểu rằng là các phương pháp tập này là những cái phương pháp tập không chỉ để điều trị bệnh cong vẹo cột sống mà nó còn giúp ích rất nhiều trong sự phát triển thể chất toàn diện của trẻ, nhưng mà cần phải sự kiên trì và phối hợp đều đặn thì mới đạt được hiệu quả. Nên là rất nhiều trẻ và người nhà thường hỏi là
chúng tôi điều trị 5 ngày, 3 ngày có được hay không? Thì bác sĩ xin trả lời là không thể trong 3 ngày, 5 ngày được. Mà cái quá trình tập luyện này là chúng ta phải đều đặn và liên tục. Thường ấy, cha mẹ có tâm lý rất là sốt ruột vì thương con mà. Nhưng mà quá trình phục hồi chức năng thì phải từ từ. Và hy vọng rằng qua chia sẻ của bác sĩ Lâm Thủy Mai thì quý vị khán giả sẽ hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa của cái phục hồi chức năng đối với cong vẹo cuộc sống ạ. Thưa quý vị và các bạn, cong vẹo cuộc sống có thể phát hiện bằng mắt thường bởi chính cha mẹ, thầy cô hoặc cán bộ y tế ở trường học. Nếu cong vẹo chưa vượt quá 20 độ, bệnh có thể điều trị khỏi thông qua tập luyện và điều chỉnh tư thế mà không cần phải can thiệp. Tuy nhiên, nếu không điều trị sớm sẽ gây rối loạn tư thế, dị dạng thân hình, khiến trẻ mặc cảm và khó khăn khi hòa nhập với cộng đồng. Liên quan tới nội dung này thì chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý vị khán giả, rất mong được bác sĩ Mai giải đáp ạ. Vâng ạ. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Hoàng Thế Cương ở thành phố Việt Trì. Có hỏi như sau ạ. Việc khám sàng lọc cong vẹo cuộc sống định kỳ sẽ phát hiện sớm các trường hợp mắc để xử lý và phòng chống kịp thời. Vậy nên đưa trẻ đến đâu để khám sàng lọc? Thời điểm nào nên đưa bé đi khám là tốt nhất ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Đúng là anh có một cái rất là hiểu biết về cái việc là khám phát hiện cong vẹo cuộc sống. Cái việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là rất quan trọng, không chỉ phát hiện cong vẹo cuộc sống mà các bệnh lý khác nữa. Và cong vẹo cuộc sống thì có đặc điểm là nó có tỷ lệ mắc rất nhiều ở trẻ trên 9 tuổi, tức là từ 10 tuổi trở lên. Và cái giai đoạn mà cong vẹo cuộc sống tiến triển nặng, đấy là giai đoạn thường là trẻ ở tuổi tiền dậy thì và dậy thì, tức là khoảng 10, 12, 15 tuổi đấy ạ. Thì là những giai đoạn mà thông thường là phát hiện cong vẹo cuộc sống ở giai đoạn này. Tuy nhiên thì chúng ta không phải chờ đến lúc đấy mới cho trẻ đi khám để phát hiện cong vẹo cuộc sống. Mà bất cứ khi nào, ở tuổi nào mà cha mẹ thấy có cái dấu hiệu gì đó nghi ngờ, giống như tôi đã chia sẻ ở trên, thì có thể cho trẻ đi khám. Và ở tại thành phố Việt Trì thì anh có thể đưa con đến Trung tâm Y dược cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện tỉnh để chúng ta khám để phát hiện sớm cong vẹo cuộc sống ạ. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bà Nguyễn Hải Anh ở huyện Thanh Thủy. Cong vẹo cuộc sống có thể tái phát sau điều trị hay không? Rất mong được bác sĩ giải đáp ạ. Như vừa chia sẻ ở trên ấy ạ, tức là cong vẹo cuộc sống thì chúng ta có thể can thiệp bằng phương pháp bảo tồn, tức là tập luyện phục hồi chức năng và mặc áo nẹp, hoặc là phương pháp phẫu thuật. Thì riêng về đối với can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật thì là sẽ vẹo cuộc sống sẽ không bị tái phát, bởi vì trong quá trình phẫu thuật bác sĩ đã đặt một cái nẹp kim loại cố định trong cuộc sống và sẽ không tái phát được. Đây là với những trường hợp nặng hoặc là những trường hợp đã có biến chứng. Còn với những trường hợp mà cong vẹo cuộc sống nhẹ và trung bình và chưa có biến chứng thì chúng ta can thiệp bằng các phương pháp điều chỉnh tư thế và tập luyện phục hồi chức năng. Thì cái phương pháp điều trị này thì bắt buộc là trẻ phải duy trì. Nếu như trẻ không duy trì, sau điều trị xong có thể tái phát. Chính vì thế mà như bác sĩ vừa chia sẻ ở đầu tiên ấy, chúng ta phải kiên trì, và sau khi ra viện thì chúng ta vẫn phải tập luyện ở nhà nữa, thì không, nếu như sinh hoạt sai tư thế là nó có thể tái phát được cong vẹo cuộc sống. Đặc biệt là chúng ta phải có những cái thay đổi cái thói quen để làm sao mà trong học tập cũng như là trong sinh hoạt hàng ngày để giúp trẻ có được cái tư thế đúng, phải không thưa bác sĩ? Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Vũ Thị Kim Thoa ở huyện Phú Ninh. Chị có hỏi như sau ạ. Tôi thấy trên mạng xã hội có bán nhiều thiết bị phòng ngừa gù lưng, phòng cong vẹo cuộc sống cho trẻ. Tôi có nên tin vào quảng cáo này để mua hay không? Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên ạ. Đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh, cha mẹ khi có con cong vẹo cuộc sống đến hỏi chúng tôi. Vâng ạ. Và đúng là cũng có rất nhiều những cái thiết bị để hỗ trợ phòng chống cong vẹo vào gù cuộc sống. Và hiệu quả của các thiết bị này thì nó có thể nói là nó có hiệu quả, nhưng mà không phải tất cả trẻ đều sử dụng một loại thiết bị như nhau. Chính vì thế mà để cho thật sự có hiệu quả và tránh lãng phí thì khi cha mẹ quyết định mua thiết bị nào thì cũng cần tư vấn của chuyên gia. Với mỗi tình trạng của bé thì chúng ta lại phải có những cái thiết bị khác nhau. Và hơn nữa, khi mà có sử dụng các thiết bị này thì nó không phải là cái tuyệt đối để phòng chống gù và cong vẹo cuộc sống, mà cha mẹ còn phải rất là chú ý đến cái việc nhắc nhở con, cũng như là trang bị cái bàn ghế học phù hợp với chiều cao của trẻ, rồi trang bị những cái ánh sáng hoặc là cặp sách đeo cặp đều cả hai bên vai để không bị cong vẹo vào gù cuộc sống nữa. Vâng ạ. Rõ ràng là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh, nhưng mà phòng bệnh thì phải đúng. Đối với bệnh lý cong vẹo cuộc sống này thì bác sĩ có thể đưa ra một vài cái lời khuyên để giúp các bậc cha mẹ phòng chống cái bệnh cong vẹo cuộc sống cho trẻ ạ. Đúng như anh Trần Nhật nói đấy ạ. Bao giờ chúng ta phòng bệnh thì cũng tốt hơn là chữa bệnh, và đặc biệt với cong vẹo cuộc sống ở trẻ đường là cái bệnh mà chúng ta có thể phòng được. Vậy thì chúng ta nên phòng sớm. Trước hết là cha mẹ và bản thân học sinh phải có được cái kiến thức
về cong vẹo cuộc sống. Chúng ta phải hiểu là cong vẹo cuộc sống là một cái bệnh tật mà khá phổ biến ở tuổi học đường, liên quan chủ yếu đến tư thế, và cái tư thế này thì hoàn toàn là chúng ta có thể điều chỉnh được. Ngoài cái việc nhắc nhở và trang bị kiến thức cho con thì bản thân cha mẹ, nhà trường chúng ta cũng phải trang bị bàn, ghế phù hợp với chiều cao của trẻ. Một cái yếu tố mà chúng ta hay bị bỏ quên đó chính là ánh sáng. Trẻ sẽ có xu hướng ngồi quay về phía ánh sáng để lấy ánh sáng để học bài. Nhưng nếu ánh sáng không đủ hoặc ánh sáng nó ở trái với cái góc nhìn của trẻ là trẻ nó sẽ có xu hướng vẹo cuộc sống. Ngoài ra những cái thói quen như là phải vận động này, phải đeo cặp đều hai bên này, và đặc biệt thì trẻ bây giờ là rất nhiều môn học với rất nhiều sách vở khác nhau. Nếu như mà chúng ta để cho trẻ đeo cặp quá nặng và đeo lệch một bên vai thì nó cũng sẽ làm cho cong vẹo cuộc sống nặng lên hoặc là phát triển cong vẹo cuộc sống. Thì những cái thói quen sinh hoạt đó thì chúng ta sẽ phải nhắc nhở trẻ. Và đặc biệt là ngày nay thì đặc biệt trẻ em thành phố sẽ có thói quen là lười vận động do chúng ta xem TV, điện thoại nhiều. Thì cha mẹ cần khuyến khích động viên con phát triển những cái môn phát triển thể lực một cách toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, sự thay đổi đường cong của cuộc sống thường diễn ra rất chậm nên dễ bị bỏ sót. Do đó, khi nghi ngờ trẻ có dấu hiệu cong vẹo cuộc sống, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị phù hợp. Tới đây chương trình Sống Khỏe tuần này cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Thủy Mai, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y sửa cổ truyền và phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vâng, chào khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.